Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách bật tắt tường lửa trên Win 10. Để bật tắt tường lửa trên Win 10, chúng ta gồm các bước sau đây. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ ra chuột tại thanh tìm kiếm. Đó, các bạn sẽ bấm vào tìm kiếm này. Các bạn chúng ta sẽ gõ là Control Panel. Đây, tôi sẽ bấm vào Control Panel. Tôi chọn vào. Tiếp theo, ở đây có rất nhiều chế độ View By á, thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào chế độ là lên Icon, tức là các biểu tượng nó lớn lên. Rồi các bạn chúng ta sẽ chọn vào mục là Window Defender Freeway. Đó, chúng ta sẽ chọn vào. Rồi để tắt tường lửa thì chúng ta sẽ chọn vào một số 3 này và tích vào. Ở đây tường lửa của tôi nó đang được bật. Để tắt đi tường lửa thì chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng đỏ đỏ như thế này. Chúng ta tắt này, chúng ta sẽ chọn vào. Đây chúng ta sẽ chọn vào Turn Off đi. Như vậy là chúng ta đã tắt. Đó, sau khi các bạn chọn rồi đó, chúng ta sẽ chọn vào OK. Đó, nó thông báo là tường lửa đã bị tắt đi. Còn nếu mà các bạn muốn bật lại á, thì các bạn chúng ta cũng làm tương tự từ đầu tới giờ. Ở đây, các bạn chọn vào mục số 3 này. Sau đó, chúng ta sẽ bật lên là Turn On. Rồi sau đó, các bạn sẽ chọn vào OK. Như vậy là chúng ta đã tắt được tường lửa trên Win 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.